Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vô YouTube. Chịu chịu. Hôm nay chúng ta sẽ đi thử thách đi Vinland ở Nha Trang. Ok. Chúng ta sẽ chơi hết cái trò chơi cái trò bảo hiểm ở Vinland. Bộ mình sẽ chơi hết Vinland luôn các bạn ơi. Đi. Các bạn muốn biết Vinland nó chuẩn gì đó chứ. Chơi bao nhiêu trò Vinland? Bây giờ bạn muốn chơi bao nhiêu trò? Mình hả? Mình sẽ chơi hết cái Vinland này luôn nha các bạn. Các bạn hãy theo chân của Jimmy nha. Các bạn ơi, thì chúng ta đã đi tới Vinland. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chơi, bắt đầu thử thách chơi 5 trò ở Vinland. Đây có cua lụa. Đây có một nè. Dạ mới ra. Lucy. Lucy. Em nói với Lucy là người khó nên Lucy giờ nó nói vậy bạn. Người la nhất tim nè. Ừ. Đứng mắc cười Lucy các bạn ạ. Đúng rồi. Còn này mú quạt nè. Như cưng. Rồi. Nếu cảm nghĩ, nếu cảm nghĩ. Nếu cảm nghĩ sẽ đi khi sau khi đi cáp treo. Xin nữa thì rớt tim. Nghe cảm nghĩ khi đi kia cái treo. Giống như đi máy bay. Giống như đi máy bay. Nhẹ nhàng. Giống như đi máy bay thôi, bình thường. Chơi không? Đi cáp treo. Cái đầu tiên. À, bỏ đây. Sao bạn thấy như nào? Mình sắp chết rồi các bạn ơi. Mình mỏ chịu hết nổi rồi. Ok, sau những lần chơi rất là mệt, bây giờ chúng tôi phải đi mua nước uống. Chúng tôi phải đi mua nước uống mới chịu nổi chứ. Mệt quá đúng không? Đúng rồi đó. Đúng rồi.
Ok, nãy giờ là chúng ta chơi được một hai trò rồi, mà có một trò nữa mà mình không có quay, thấy trò nó nhàm quá nên mình không có quay đó. Giờ đợi chúng ta sẽ đi chơi thêm một trò nữa. Chơi thêm một trò nữa là chúng ta sẽ đến tới cái là còn hai trò nữa chúng ta đã thành công. Yeah, Huy đang làm gì vậy? Nhưng mà thôi. Dạ các bạn, sau khi bạn chơi được ba trò thì bạn như nào? Chán gì đó. Ôi rồi dạ, đây cảm xúc của bạn khi chơi ba trò. Ha, vẫn bình thường các bạn ơi. Ok, đây quảng trường cá heo đúng không? Mà không biết quảng trường cá heo nó nằm sao nữa, người ta phải đi đi mới biết được cái quảng trường. U, có thêm một cái đường đi xuống nữa. Đi đường xuống đi, đi đường hầm. Nam ơi. À, bị chặn rồi. Thiệt là đáng lòng. Anh đi nhạc nhất của năm nè. Đó, trả lời. Trong cái trả lời mình. Ôi, có xúc xích kìa. Kìa làm ra xúc xích không? Có xúc xích kìa. Có xúc xích. Xúc xích, ăn xúc xích không? Kìa Ron có ăn xúc xích không? Xích kìa Ron ra. Đêm qua kìa Ron xích ăn xúc xích đúng không? Đúng rồi. Thì anh ta sẽ đi xuống dưới. Ủa, ông này đâu có tên Keron đâu. Tên Keron Dũng hả? Ok bạn ơi, thì mình đã xuống dưới rồi. Trời ơi, nhìn một cái phong cảnh ở đây nhìn giống như là ở một cái nơi ở khác nữa, chứ không phải là ở Việt Nam nữa. Nhìn không giống Việt Nam tí nào luôn. Ôi. Đây giờ mình sẽ cho các bạn coi nè. Ôi. Đấy. Đã không? Nhìn rất là đã luôn. Thì to luôn. Đó, một cái lâu đài à. Ok, ở đây có một cái đoạn đường nhìn giống như nước ngoài đó các bạn ơi, giống như mà chuyện cổ tích đó các bạn. Hay có chơi chuyện cổ tích mà người ta đóng phim rồi đó, nhìn rất là giống luôn đây. Đó, con đường nhìn rất là mệt lắm các bạn à. Đừng đúng rồi đó. Nhìn đẹp lắm trời ơi. Không đi. Đúng rồi, nhưng mà đi Nha Trang phải đi cái này đúng không mà ca. Đó, mệt thì mệt, phải đi là phải đẹp.